Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục ẩm thực cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chè sâm Bửu Lượng là một món ăn mà Huyền nghĩ rằng được rất nhiều người yêu thích bởi vì nó thơm ngon, thanh mát và vô cùng bổ dưỡng. Trong những ngày hè như thế này thì chúng ta thường nghĩ đến món chè sâm Bửu Lượng khi mà bữa ăn kết thúc hoặc là những cái lúc mà chúng ta đang cảm thấy háo nước, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công thức để làm món ăn này và cùng gặp gỡ với đầu bếp Thanh Huy. Xin chào Thanh Huy. Chào chị Huyền, chào quý vị khán giả. Và để là chế biến món này thì cũng rất là dễ, nhưng mà phải cần có sự hỗ trợ của chị Huyền thì công việc của chúng ta hôm nay mới nhanh được. Cái nguyên liệu mình sẽ chuẩn bị những gì nào? Đầu tiên là chắc chắn chúng ta phải có đường mới nấu được. Sa hay là rau câu mình nấu ha. Bo bo, củ sen, nấm tuyết, táo đỏ, nho nè, bổ tai, nhãn nhục. Để nấu cái này thì chúng ta chuẩn bị xương sa trước. Xương sa chúng ta nấu cho nó cứng lại và chúng ta cũng có thể sắc sợi hay sắc vuông tùy vào sở thích của chúng ta. Hôm nay giao cái việc này lại cho chị Huyền. Và cái bo bo này thì chúng ta sẽ ngâm, rửa sạch, sau đó chúng ta luộc cho nó vừa mềm, vớt ra, ngâm lại cái nước lạnh và chúng ta xả sạch, chúng ta để như thế này. Củ sen này chúng ta sắc khoanh khoanh. Chúng ta sẽ cho củ sen vào luộc. Táo chúng ta sẽ ngâm vào nước ấm ấm cho táo nó nở ra. Tương tự như vậy, cái nhãn nhục chúng ta cũng ngâm vào nước ấm, chúng ta rửa lại nhiều lần để cho nhãn nhục này được sạch. Nấm tuyết chúng ta ngâm vào nước lạnh cho nấm tuyết nở ra. Sau đó chúng ta sẽ cắt nhỏ nhỏ nấm tuyết ra. Phần này chút xíu giao cho chị Huyền lo luôn. Rồi. Cái nào dễ nhất thì cứ để đó. Sau một thời gian chúng ta luộc cái củ sen thì chúng ta sẽ cho một ít đường vô, quý vị nhớ điều này nhé, để cho đường nó thấm vào cái củ sen, để chút xíu chúng ta khi mà ăn á, thì cái củ sen nó được ngọt hơn. Củ sen còn gọi là liên ngẫu, là một loại thực phẩm giàu chất xơ và nhiều khoáng chất như mangan, sắt, đồng, kẽm, kali, natri, vitamin B6. Ngoài việc dùng làm thực phẩm, củ sen được dùng làm thuốc chữa nhiều bệnh, nhất là các bệnh mùa nóng. Nước ép củ sen hoặc súp củ sen có thể điều trị một số bệnh như sốt hay bị khát, nôn máu, tiểu ra đường, tiểu ra máu, chảy máu cam, thoát huyết dưới da, v.v. Các bệnh này thường xuyên xuất hiện ngày nắng nóng do nhiệt độ trong cơ thể bài tiết qua đường tiết niệu diễn ra không bình thường. Ngoài ra, củ sen còn có tác dụng lợi tiểu, chữa viêm, thanh nhiệt, giải độc. Phần sơ chế của chúng ta cơ bản đã xong hết rồi, bây giờ chỉ còn tiếp theo là chúng ta lấy đường gác vàng, chúng ta nấu cái nước đường. Mình sẽ nấu nước đường trước đúng không? Đúng rồi. Chúng ta sẽ nấu nước đường này nó đậm hơn so với các loại chè khác một chút xíu. Bởi vì sau khi mà chúng ta cho những cái thành phần của chè vô rồi, chúng ta còn đập nước đá chúng ta bỏ vô nữa. Thì lúc đó nó sẽ làm cho cái... Nó sẽ nhạt thêm đó. Nên lúc đầu mình phải để hơi đậm một chút. Đúng rồi. Cái nhãn nhục á, là Huyền thấy trong cái món ăn này là một cái nguyên liệu không thể thiếu. Bởi vì rõ ràng trong chè sâm Bổ Lượng, cái mùi của nhãn nhục nó rất là thơm. Vậy thì khi mà mình mua nhãn tươi về, mình có thể tự làm nhãn khô được không? Chúng ta cũng có thể làm nhãn nhục ở nhà bằng cách là chúng ta mua về, chúng ta bỏ hạt đi và sấy khô. Tuy nhiên với cái việc mà làm nhãn nhục mà với cái số lượng lớn thì người ta có một cái bí quyết riêng để người ta bảo quản, sau khi sấy khô người ta bảo quản cho nó lâu hơn. Còn nếu mà ở nhà mình sấy khô thì mình cũng phải để tủ lạnh đi. Đó, mình bảo quản cho nó tốt, bởi vì nếu không thì nó dễ bị mốc. Quả nhãn tươi lột vỏ, bỏ hạt, sấy khô làm thành món long nhãn hay còn gọi là nhãn nhục. Theo y học cổ truyền, nhãn nhục có công dụng định tâm, ích khí, khai vị, kiện tỳ, chủ trị kém trí nhớ, tỳ vị suy yếu, dưỡng huyết an thần. Nhãn nhục dẻo dẻo, thanh thanh, ngoài việc dùng làm món ăn vặt vô cùng hấp dẫn, nó có thể chế biến ra nhiều món chè, món canh vô cùng bổ dưỡng. Rồi, bây giờ nước đường sôi rồi thì chúng ta sẽ cho những cái thành phần vô. Thứ nhất là chúng ta cho củ sen vô. Cho đầu tiên. Củ sen là cho đầu củ tiên. Sen vô. Rồi, bo bo chúng ta cho vô nè. Táo chúng ta đã ngâm rồi, nó cũng nở ra rồi. Thì bây giờ chúng ta cho vô để cho nó rút cái nước đường một chút xíu nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta cho nho và nhãn nhục vô luôn.
Bây giờ thì nó cũng đã có một số màu sắc rồi, nhưng mà đặc biệt một chút xíu mình sẽ cho cái phần rau câu nè, hay là gọi là xương sa vô thì nó ra thêm nhiều màu nữa. Giai đoạn cuối cùng thì chúng ta sẽ cho khoai tây vào. Nhiêu đây là đủ rồi. Nấm tuyết. Rồi, như vậy là chúng ta tắt lửa được rồi. Vậy là xong món chè sâm bổ lượng rồi đó. Như vậy là sau khi chúng ta nấu xong, chúng ta cho chè ra tô và cất tủ lạnh cho nó mát. Và đến khi ăn thì chúng ta cho phần xương sa này vô luôn. Và chắc chắn là phải có đá nữa. Có sẵn luôn rồi. Có táo nè. Phải có đầy đủ các nguyên liệu rồi. Đấy nha. Nhãn nhục nha, không được thiếu nhãn rồi, nhục nha. Rồi, có nhãn nhục luôn, yên tâm. Đây. Tốn chút xíu thời gian thôi, nhưng mà chúng ta có thể nấu một nồi chè cho cả gia đình. Rồi, bây giờ Huyền xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức món chè sâm bổ lượng cùng Khánh Huyền nha. Mời anh. Rồi, mời chị Huyền. Cái nước á, vừa phải, không quá ngọt, cũng không quá nhạt. Thì Huyền nghĩ đây là một cái điểm rất là hay của món chè này. Với cái món ăn này thì hy vọng quý vị sẽ bổ sung cho chúng ta thêm nhiều nước để chúng ta có thể tươi mát hơn vào những cái ngày hè nóng bức, đúng không chị Huyền? Trong mùa hè thì giải nhiệt là một điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Và tuy nhiên ngày hôm nay thì cũng muốn hỏi anh Huy một chút nữa. Đó chính là chúng ta nên có một cái món ăn nào đó trong bữa ăn gia đình, ví dụ buổi tối nay chẳng hạn, mà nhân tiện là có cái củ sen này đang còn dư nè, mình sẽ làm món gì để ăn cơm cho nó ngon đây? Ví dụ như củ sen mình sẽ hầm chung với đuôi heo để mình tạo ra một món canh ăn rất là hấp dẫn. Và tặng thêm một món nữa là ngó sen. Nếu mà có ngó sen mình xào với tôm và thịt cũng rất là hấp dẫn. Vậy là vừa có món canh, vừa có thêm một món xào nữa nha. Thế là đầy đủ một bữa ăn rất là ngon miệng và tráng miệng bằng sâm bổ lượng nữa là tuyệt vời rồi. Xin cảm ơn anh Khánh Huy rất là nhiều vì đã đến chia sẻ với chương trình ha. Và bây giờ Khánh Huyền cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị và các bạn sẽ thành công với món chè sâm bổ lượng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.